Mình đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đuốn xem Tử Vi 12 Côn giáp thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Ất Sửu tháng Tân Mão năm tân sửu và ngày hôm nay là ngày hắc đạo các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ mậu dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ giờ kỷ mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang giờ tân tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường giờ giáp thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh giờ bính tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, hại trung kim, ngày ất xỉu, tức can khắc chi, nghĩa là màu khác với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, hại trung kim, kỵ tuổi, kỷ mùi, quý mùi, ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, kỵ hợi nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày xỉu, lục hợp với tý tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, xung với mùi, hình tốt, hại ngọ, phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi kỵ mùi quý mùi, tân mão, tân dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỵ dậu, ất xỉu, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên quý, tốt mọi việc, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao đại hồng sa, tốt mọi việc sao hoàng ân tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu xấu mọi việc sao cựu không kỵ về xuất hành cầu tài lộc khai trương sao trùng tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa sao câu trận kỵ về an táng sao tứ thời cô cỏ kỵ về cưới hỏi và hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem từ vi tuổi Tý thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tý đang có được sự chia chở của Tam hội phù trợ, cho nên côn đường công danh, sự nghiệp của bạn tuổi Tý đang có được những dấu hiệu tiến trị rất thuận lợi và nhanh chóng. Thời điểm này với bà tuổi Tý nhận được sự giúp đỡ cũng như là hưởng ứng từ đồng nghiệp thêm vào đó là cả sự tin tưởng của cấp trên nữa. Đây là cơ hội quý để cho bạn có thể chứng minh năng lực của mình. Cho nên, bạn cần phải cố gắng tận dụng thật tốt. Điều này sẽ rất có lợi cho chặng đường thăng quan tín chức của bạn về sau. Ngoài ra, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, mang theo nhiều cơ hội kiếm tiền cho bạn, đặc biệt là đối với những người đang theo nghề nghiệp kinh doanh, buôn bán, làm nghề tự do. Bạn được quý nhân giúp đỡ, khách hàng nườm nượp, đơn hàng cũng bày về tới tấp. Quả là một ngày may mắn cho bạn tuổi Tý. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày của thủy thổ xung khác, cái điều này gây ra một số vấn đề về sức khỏe ở bạn. Bạn đừng quên nghỉ ngơi hợp lý, kẹo có thể bạn sẽ phải tốn một khoản nhô nhỏ vào việc chữa bệnh nữa đó vài tử vi tuổi giáp tý thuộc kim sự nghiệp tiến triển thuận lợi có được cơ hội thăng tín tử vi tuổi bính tý thuộc thủy được đồng nghiệp giúp đỡ cấp trên tin tưởng tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa nhanh chóng nắm bắt được cơ hội thể hiện năng lực của mình tử vi tuổi canh tý thuộc thổ tài lộc rộng rĩnh nhất là đối với những bạn kinh doanh buôn bán tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc chú ý vấn đề sức khỏe không nên làm việc quá sức Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi thân, tuổi hợi. từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh mang tới cho bạn có được tinh thần làm việc hăng hái nhờ vậy mà bạn mệnh tuổi Sửu có thể đương đầu với mọi khó khăn lúc này thậm chí bạn còn thích những vấn đề mang tính thử thách bởi với bạn hiểu được rằng thách thức sẽ giúp giúp cho mình trưởng thành hơn. Năng lực cá nhân chính là điều tạo dựng nên sự uy tín của bạn. Dù bạn tuổi xỉu không phải là người xuất sắc nhất, nhưng bạn luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người do bạn tính thật thà và có tinh thần trách nhiệm cao nữa ngày này với bạn tuổi sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng sức khỏe của bạn trong lúc này không được tốt cho lắm bạn dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa thế nên ăn uống cho tử tế vào đừng có lấy cớ này kia mà bộ bữa và theo nhị thập bát tú hôm nay là một ngày đẹp để cho bạn thực hiện những công việc như là khởi tạo mọi việc đều tốt nhất là dựng cột cất lầu làm gác, cưới gã, trộ cửa, dựng cửa, tháo nước hay là các công việc liên quan tới thủy lợi, cắt áo. Vài tử vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, tinh thần làm việc hăng hái, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Tử vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, chủ động đón nhận thách thức, và tìm cách vượt qua bằng được từ vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa tạo dựng được uy tín nhờ năng lực cá nhân từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ có tinh thần trách nhiệm với mọi công việc từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc chú ý tới chế độ ăn uống không để cho cơ thể mình mắc bệnh vài đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao của tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 6 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu nâu màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Tỵ tuổi Dậu Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ cho nên trong ngày hôm nay không cần bạn phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc với bạn tuổi dần có được thu nhập ổn định từ công việc chính giúp cho bạn mạnh hoàn toàn đủ ăn đủ tiêu không thiếu thốn gì cả. Một điều quan trọng nữa trong ngày hôm nay với bạn tuổi dần là bạn cần phải quan tâm tới các kế hoạch chi tiêu của mình, điều chỉnh lại sao cho hợp lý hơn, có tính toán hơn để tránh lãng phí. Bạn hãy là người tiêu dùng thông minh, quản lý về tài chính thông minh hơn nữa. Trong ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khác cái điều này cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại không được khả quan cho lắm. Mối quan hệ của hai người đang bị nhiều áp lực từ bên ngoài do cả hai quá để ý tới lời ăn tiếng nói của người khác mà không tin tưởng vào nửa kia của mình. Và với bạn tuổi dần ạ, dù ở bất cứ tình huống nào, bạn hãy luôn cho đối phương một cơ hội để giải thích, chứ đừng chỉ nghe theo những lời của người ngoài. Bởi nếu như bạn không biết cách bảo vệ cái mối quan hệ của mình, thì bạn có thể khiến cho mối nhân duyên của mình xây đắp bấy lâu, tan thành mây khói và người bị tổn thương chính là bạn nữa đấy. Vài tử vi tuổi giáp dần, thuộc thủy, yên tâm về tiền bạc, thu nhập được ổn định. Từ vi tuổi bính dần thuộc hỏa, cần có kế hoạch chi tiêu cẩn thận, điều chỉnh lại thói quen mua sắm. Từ vi tuổi mậu dần thuộc thổ đường tình duyên có trục trặc do áp lực từ bên ngoài. Từ vi tuổi canh dần thuộc mộc học cách lắng nghe lẫn nhau cho đối phương cơ hội được giải thích. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim lời người ngoài không phải lúc nào cũng đáng tin cậy và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 9 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu xanh lá cây màu xanh da trời quý nhân phụ trợ tuổi Mão tuổi Tuất tuổi Hợi tử vi tuổi mão thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão trong ngày này đang có điểm báo rất có thể sẽ phải gồng mình lên để giải quyết công việc bọn bè suốt cả ngày tuy mệt mỏi một chút nhưng chắc chắn mà thành quả mà bạn thu về sẽ khiến cho bạn rất tự hào và cảm thấy xứng đáng nữa. Với bạn tuổi mão, bạn vẫn có được cơ hội phát tài trong ngày hôm nay nếu như quyết định về đầu tư. Một số người đầu tư, kinh doanh có lợi và nhanh chóng có được kết quả đáng nể khiến cho người khác ngưỡng mộ. Tuy nhiên, bạn cũng trở nên làm giàu từ việc làm ăn phi pháp và bạn sẽ sớm phải hối hận về điều này nữa trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi mão ngủ hành xung khắc đây là lý do làm cho cái chuyện tình cảm của bạn đang có dấu hiệu ảm đạm đối với những bạn đang còn độc thân có thể bộ lỡ cơ hội bày tỏ với người mà mình thích à, do thiếu tự tin vào bản thân cho nên sinh ra sự rụt rè trong giao tiếp còn đối với các cặp đôi đặc biệt là đối với những bạn đã lập gia đình rồi thì với những sự cãi vã mâu thuẫn dạy dẫn đến sự đổ vỡ ly tán bạn hãy cần biết kiềm chế cảm xúc đặt mình vào vị trí của nửa kia để suy nghĩ hai người ở bên nhau sẽ không thể tránh được những lúc bất đồng nhưng quan trọng là tìm ra cách để dung hòa thấu hiểu lẫn nhau vài tử vi tuổi ất mão thuộc thủy bận rộn giải quyết công việc nhưng thành quả thật là xứng đáng với bạn. Từ vi tuổi đinh mão thuộc họ có được cơ hội phát tài nếu quyết định về đầu tư trong ngày. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ Chớ nên làm giàu từ việc làm ăn phi pháp. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc tình duyên ảm đạm đối với những bạn đang còn độc thân bộ lỡ cơ hội bày tỏ cảm xúc tử vi tuổi quý mão thuộc kim mâu thuẫn cãi vả liên minh rất dễ dở dẫn đến đổ vỡ Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu điên, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. tử vi tuổi thìn thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bà tuổi thìn dễ gặp phải trục trặc trong công việc Mọi chuyện có thể không đi đúng theo kế hoạch mà bạn đã lập ra từ trước, khiến cho bạn cảm thấy rất bực dọc nữa. Càng những thời điểm như thế này, với bà tuổi thìn lại càng cần phải giữ được bình tĩnh để tiếp tục tìm cách tháo gỡ những rắc rối. Chỉ cần bạn có lòng kiên trì, chẳng có việc gì là không thể làm được. Còn nếu như bạn cứ nóng nảy, bạn có thể sẽ đắc tội với kẻ tiểu nhân, khiến cho công việc mà bạn đang làm càng thêm chậm tiến độ hơn. Trong cái vận trình ngày thứ năm này, đối với bà tuổi thìn lại đang gặp được chính ấn chiếu mệnh cho thấy bạn là người có tương lai sáng lạn nếu như bạn chịu sửa đổi cái tính làm biến của mình. Hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn và đừng nên hài lòng với thực tại quá rẻ như vậy bởi nếu như bây giờ dừng lại, với những người ở phía sau sẽ nhanh chóng vượt lên trước bạn mà thôi. Trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Thìn cũng đang gặp ngày của thổ khí vượng. Đây là lời cảnh báo cho sức khỏe của bạn trong thời điểm này. Việc bạn chủ quan không chăm sóc cho cơ thể của mình suốt thời gian vừa qua sẽ khiến cho bạn cảm thấy thường xuyên mệt mỏi, căng thẳng, dễ bị đuối sức. Như thế thì rất khó giữ được bình tĩnh, tỉnh táo trong giải quyết công việc nữa. Về tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa đau đầu tìm cách giải quyết trục trặc trong công việc, tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, mọi việc không đi theo kế hoạch từ trước, tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, không nên nóng nảy, kéo lại đắc tội với kẻ tiểu nhân, tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, cần phải đặt ra những mục tiêu cao xa hơn, đừng nên hài lòng với thực tại quá dễ dàng, tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, mệt mỏi, căng thẳng do chủ quan, không chăm sóc sức khỏe kịp thời. Vài đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi than, tuổi giàu. tử vi tuổi tỵ thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với ba tuổi tỵ xem tử vi cho thấy ba tuổi tỵ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành sửu tỵ nhị hợp cho nên công việc của bạn tuổi tỵ không có điều gì đáng phải lo ngại bạn tìm được cách phát triển các mối quan hệ xã giao có thêm nhiều mối quan hệ mới và mở rộng nhân duyên điều này rất có ích đối với công việc của bạn về sau này nữa Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, khuyết điểm của bạn là đang thiếu đi sự quyết đoán, thường hay băn khoăn rất nhiều trước khi đưa ra quyết định nên dễ thay đổi ý định ở những phút cuối. Không ít lần bạn gặp phải quả đắng với sự thiếu dứt khoát đó của mình, nhưng dường như sự thật khó có thể để thay đổi thói quen này ở bạn. Trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ, ngày này lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có sự bảo thủ và cố chấp đang cản trở sự phát triển của bạn rất nhiều. Bạn tuổi tị cần phải học cách linh hoạt hơn để có thể thích ứng nhanh chóng với những thay đổi và không ngừng tiến bộ làm mới mình để phù hợp với yêu cầu của công việc hiện tại. Trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng cái điều này mang lại cho bạn đang có được nhiều tin vui về chuyện tình cảm. Tình yêu được thăng hoa, bản mệnh chìm nắm trong hạnh phúc lứa đôi và chẳng hề muốn xa rời người ấy quá lâu. Nếu như đây là một giấc mộng thì bạn chỉ muốn ở trong đó mãi mãi mà thôi và không muốn tỉnh dậy nữa vai tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa công việc suôn sẻ quan hệ xã giao hài hòa tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ biết cách mở rộng quan hệ xã giao để giúp ích cho con đường thăng tín tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cần phải học cách linh hoạt hơn để nhanh chóng thích ức với thích ứng với mọi thay đổi tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim nên quyết đoán hơn khi phải đứng trước các sự lựa chọn tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, tình yêu được thăng hoa, lứa đôi được hạnh phúc. và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Ngọ, thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Ngọ, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Ngọ đang gặp ngày Sửu Ngọ tương hại, cái điều này tác động không hề tốt cho bạn tuổi Ngọ, khi bạn rất dễ vướng vào những rắc rối trong ngày hôm nay. Những lúc như vậy, bạn tuổi Ngọ rất dễ to tiếng và nổi nóng với tất cả những người xung quanh mình, dù nguyên nhân chẳng có gì là to tát, điều này khiến cho mọi người không muốn giao tiếp với bạn nữa. Còn với nửa kia, bạn tứ ngọ đang nói ra những lời nóng giận, mất khôn sẽ dẫn đến tổn thương cho cả đôi bên, có thể ban đầu bạn sẽ thấy khó có thể chấp nhận được hiện thực, nhưng khi đã suy nghĩ kỹ và đứng ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề thì bạn sẽ thấy mọi chuyện khác đi rất nhiều. Trong vận trình ngày thứ năm này với bà tứ ngọ cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, còn nhắc nhở bạn nên tập trung hơn vào công việc, nếu không để cho kẻ tiểu nhân sẽ nhân lúc bạn rối bời về tâm trí để cài bẫy nhằm hãm hại bạn nữa trong cái vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thổ hỏa tương xung cho thấy sức khỏe của bạn lại không được tốt lúc này dù có vấn đề gì xảy ra thì bạn cũng cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của bản thân tránh làm việc quá sức cũng như là suy nghĩ lao lực và làm tổn thương cơ thể mình vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim dễ cáo gắt tô tiếng với những người xung quanh tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy thái độ gay gắt làm mít lòng nhiều người từ vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa, tập trung chua công việc để không tạo cơ hội cho tiểu nhân quấy phá từ vi tuổi canh ngọ thuộc thổ nên đứng cả ở góc độ của đối phương để nhìn nhận vấn đề từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc tránh làm việc quá sức suy nghĩ lao lực vài đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi mùi, xem tử vi cho thấy, với bà tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi, cho nên tâm trạng của bạn khá nặng nề, do chịu nhiều nỗi buồn phiền, nhưng không thể chia sẻ được với ai. Đôi lúc bạn quá thẳng thắn, nối năng thẳng tuột, cho nên dễ lệ dễ làm mất lòng người khác. Thêm vào đó, với bà tuổi mùi đang có sự cố chấp, khiến cho mọi người dần xa lánh, bởi trong mắt họ, bạn chỉ cho mình là trung tâm của vũ trụ, luôn cho mình là đúng, mà chẳng chịu quan tâm tới suy nghĩ, cảm xúc của những người xung quanh. Chính vì thế mà với bà tuổi mùi cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình để không làm mất lòng người khác. Khi muốn góp ý cho ai thì bạn nên dùng những ngôn ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp lại gây tổn thương cho người nghe. Ngày này với bạn tuổi mùi cũng đang gặp ngày có vận khí vượng, cho nên bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu những ý kiến của người khác góp ý. Những suy nghĩ bảo thủ đôi khi sẽ khiến cho mọi việc với bạn trở nên khó giải quyết hơn nhiều. Bạn hãy học cách suy nghĩ đa chiều hơn nữa. Vài tử vi tuổi ất mùi, thuộc kim, tâm trạng nặng nề, có tâm sự, nhưng không chia sẻ được với ai. Từ vi tuổi đinh mùi, thuộc thủy, thẳng thắn quá mức cho nên dễ làm mất lòng người khác. Từ vi tuổi kỷ mùi, thuộc hỏa nên quan tâm tới suy nghĩ, cảm xúc của người khác. Từ vi tuổi tân mùi, thuộc thổ, chú ý cách ăn nói, góp ý một cách nhẹ nhàng và uyển chi uyển. Từ vi tuổi quý mùi, thuộc mộc, đừng có ngại ngần tiếp thu những ý kiến của người khác để hoàn thiện bản thân mình. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cá tường, màu cà phê, màu nâu, quý nhân phụ trợ, tuổi tỵ tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cho nên, lời nhắc nhở dành cho bạn tuổi thân là cần phải cẩn trọng với tiền bạc của mình. Bạn đừng có vội vàng tin vào những lời hứa hẹn, lợi nhuận cao chốt vuốt từ những người khác mà dốc vốn vào đầu tư mù quáng, kẹo lẹ bị lừa gạt không một đồng trong túi nữa. Và với bà tuổi thân, bạn nên hài lòng với thực tại và không nên tham gia những thứ xa vời, bất chính nếu không sẽ phải nhận hậu quả không mong muốn. Trong ngày hôm nay với bạn tuổi thân, lại đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng nhưng đáng tiếc là bạn mệnh vẫn chưa có nhiều niềm tin về tình cảm, dường như tình yêu vẫn ở ngoài tầm với, khiến cho bạn mãi chẳng thể chạm tay vào hạnh phúc. Nhìn những cặp đôi tay trong tay ngoài kia hạnh phúc ngập tràn giữa họa, khiến cho bạn muốn mình có được tình yêu như vậy. Và Thiêu Hải Thượng làn Ông, ngày này là ngày mùng 6 âm lịch, nhân thần ở trong lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực vì vậy bạn nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xẻ châm chích ở các vị trí này vài tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy dự tiền cẩn trọng trở nên đầu tư mù quáng tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa đừng có vội tin những lời hứa hẹn hấp dẫn kẹo lại bị lừa trắng tay tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ nên hài lòng với thực tại tránh xa kiểu làm giàu bất chính, tử vi tuổi canh thân, thuộc mộc, tình yêu vẫn chưa gõ cửa, vẫn quản lĩa bóng đơn côi, tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, ganh tị với hạnh phúc mà các cặp đôi xung quanh đang có. Và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi tỵ, tuổi dậu, tuổi tuất. Từ vi tuổi dậu, thứ năm, ngày 18 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bạn tuổi giàu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi giàu đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỷ dậu xỉu phù trợ cho nên có thể phát triển một cách tự tin với những lĩnh vực mà mình muốn bạn tuổi giàu đừng quá lo lắng về tuổi tác của bản thân bởi chỉ cần bạn thực sự đam mê và nỗ lực thì không bao giờ là muộn cả có thể quyết định này không được nhiều người ủng hộ nhưng chỉ có chính bạn mới quyết định thì sẽ làm mà thôi. Trong ngày này với bạn tuổi Dậu, nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn nên đi về những hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Các điều này sẽ giúp cho công việc của bạn tiến triển một cách suôn sẻ thuận lợi. Bạn mệnh cũng có thể gặp được quý nhân nếu như chọn được đúng hướng đi chính xác với mình. Ngày này với bạn tuổi giàu cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh nhắc nhở với bạn đang đi làm rằng bạn cần chú ý cách ứng xử với đồng nghiệp xung quanh. Nếu như có mâu thuẫn hoặc là tranh chấp nào xảy ra trong tập thể, bạn hãy cố gắng giữ mình đứng ở vị trí ngoài cuộc hoặc là trung lập để tránh rắc rối không đáng có xảy ra. Ngũ hành tương sinh báo hiệu cho bạn tuổi giàu trong ngày này khá chi là đào hoa đối với những bạn đang còn độc thân có thể sẽ có được nhiều đối tượng khác giới săn đón nếu như bạn đã lập gia đình rồi thì ngày này là một ngày yên bình bên những người thân yêu của mình Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có được sự tự tin để phát triển trong lĩnh vực mà mình mong muốn tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cứ thỏa sức theo đuổi đam mê tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ nên chọn hướng xuất hành tốt để có được sự may mắn suôn sẻ trong mọi việc tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc chú ý cách ứng xử với đồng nghiệp cố gắng giữ bản thân ở vị trí trung lập tử vi tuổi quý dậu thuộc kim đào hoa nở rộ tình cảm hài hòa. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân, tuổi Tuất. từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021 ngày thứ năm này với bà tuổi tuất xem tử vi cho thấy với bà tuổi tuất đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi cho thấy với bà tuổi tuất có thể sẽ phải chịu rắc rối do cái tính tự tin thái quá của, của mình bạn là người có tinh thần, dũng cảm, lúc nào cũng muốn xông lên phía trước, nhưng đôi khi bạn lại không tính toán cẩn thận cho nên rất dễ gặp phải nhiều trở ngại với bà tuổi tuất nhân lúc đang có được chính ấn hậu thuận như ngày hôm nay bạn đừng bỏ qua cơ hội để cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp sống trong môi trường tập thể cái điều quan trọng là cần phải dung hòa được với mọi người thái độ và hành động có chừng mực tôn trọng công sự và không nên khoanh khoang những thành quả mà mình đã đạt được sẽ giúp cho bạn phát triển thuận lợi hơn rất nhiều. Ngày này, đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài từ vi tuổi giáp tuất của họ có thể gặp rắc rối do cái tính tự tin thái quá, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ có tinh thần dũng cảm nhưng thiếu đi sự tính toán cẩn thận, cho nên dễ gặp phải trở ngại, tử vi tuổi mậu Tuất thuộc Mộc cần phải cải thiện mối quan hệ với đồng nghiệp, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, thái độ khiêm tốn, tôn trọng cộng sự sẽ giúp cho bạn tiến xa hơn trên con đường phía trước, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy tránh dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là sửa chữa đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần à. ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 1 số 2 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cát tường màu xám màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi thân, tuổi dậu. Tử vi tuổi hợi thứ năm ngày 18 tháng 3 năm 2021. Ngày thứ năm này với bà tuổi hợi xem tử vi cho chúng ta thấy là Vận trình của bà tuổi hợi trong ngày này đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bà tuổi hợi khó mà để tâm vào công việc của mình, bạn mệnh dễ bị phân tâm với những chuyện cá nhân, không còn tâm trí để giải quyết công việc hay là đảm bảo trọng trách nào khác nữa. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày của thủy thổ xung khắc, cái điều này khiến cho chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều trở ngại. Tình yêu nếu như chỉ đến từ một phía thì khó lòng mà bền vững. Bạn luôn suy nghĩ cho đối phương, hy sinh nhiều thứ để dành cho người ấy những gì tốt đẹp nhất. Nhưng dường như thứ mà bạn nhận lại chỉ là thái độ lạnh lùng và dựng dưng của đối phương. Điều này khiến cho bạn bị tổn thương rất chi là nhiều. Và với bạn tuổi hợi, khi cảm thấy mối quan hệ này quá vô vọng, đừng có ngần ngại từ bỏ để tìm hạnh phúc thực sự thuộc về mình hãy yêu thương và chăm sóc cho mình nhiều hơn. Đừng có để cho cuộc sống của bạn chỉ xoay quanh một người mà vứt bỏ đi những lý tưởng của bản thân. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc hỏa không để tâm vào công việc dễ bị phân tâm. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ cần phải sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc hy sinh rất nhiều cho chuyện tình cảm nhưng không được hồi báo xứng đáng. Tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đôi khi cần phải từ bỏ những thứ vô vọng để kiếm tìm hạnh phúc thực sự cho mình. Tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy hãy luôn yêu thương và chăm sóc cho bản thân và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 4 giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ màu sắc cát tường màu xanh da trời màu xanh nước biển quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Sửu tuổi Dần Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.